Thì buổi thẩm vấn ngày đây có câu hỏi. Kính thưa thầy, xin thầy giải thích ly kinh nhất tự đồng ma thuyết, y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang. Thì ở đây trong kinh á, thì có những cái bài kinh liễu nghĩa, có những bài kinh bất liễu nghĩa, đúng không? Rồi có những bài kinh gọi là ẩn dụ nữa. À, như vậy thì ở đây chúng ta làm như thế nào để rồi chúng ta căn cứ như thế nào mà coi như nếu mà chúng ta y theo kinh mà giải nghĩa thì sao? Mà ly kinh giải nghĩa thì đồng ma thuyết, mà rồi y kinh đó, mà giải nghĩa thì là mình không nắm được cái chỗ mà của chư Phật chư Tổ đã dạy mình. Thật ra ở đây chúng ta có những cái là liễu nghĩa thì dễ rồi ha, mà kinh bất liễu nghĩa, và có những kinh gọi là ẩn dụ. Là hai cái này là chúng ta cần phải gì? Ví dụ chúng ta học, chúng ta đọc một bài kinh đó mà cái y như cái chữ cái nghĩa đó mà chúng ta giải thích thì coi như là ta không lột tả nổi cái chỗ mà thâm ý, cái chỗ mà chư Phật muốn dạy mình cái điều gì, thì cuối cùng dẫn tới là gì? Ứng dụng gọi là sai. Nhưng mà có cái ta kể câu chuyện đơn giản vậy đây nè. Bữa đó tôi đi miền Tây từ thiện, mà từ ở Bà Rịa Vũng Tàu đi xuống miền Tây là đi xuống tới đó đi buổi chiều, xuống đó khoảng 12 giờ đêm. Thì ở dưới đó người ta chuẩn bị tất cả những thức ăn để họ đãi cái đòn. Thế tôi xuống từ mệt đó, tôi lên tôi giống tôi nằm. Thế tôi nghe mấy cái ông Phật tử ngồi với nhau mà lượm bàn. Thì trong khi đó cái câu mà gần như ai cũng thuộc, ai cũng hiểu, mà thường ở dân quê người ta ít có tiếp xúc được cái vấn đề là học hỏi nhiều lắm. Thành ra cái câu đó như thế này, người ta nói là học mà không tu là như gì? Chỉ cái đại đừng sắp. À, mà tu mà không học là tu mù. Cái tôi đang nằm thiêu thiêu, tôi nghe mấy ông luận bàn mà tôi cũng thiêu, tôi nghe chớp nhóm lại đi ngược lại. Mà đi ngược lại cái câu mà gần như ai cũng nghe. Cái tôi cũng là lạ lúc đó, tôi cũng mở mắt ra, tôi cũng lóng tai nghe cái ổng giải thích đó. Nhưng mà mấy ổng vẫn giải thích trôi chảy, mà nó đi ngược lại hết. Thế xong mình mới cười, mình cũng không có lúc đó, mình cũng cười thôi, rồi xong rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Như vậy thì mới thấy rằng là gì? Có nhiều khi trong cái cuộc đời này đó, nó nhiều cái vấn đề mà chúng ta có thể là nghe, hoặc là này kia nó đi nó lại nó thành đồ gì? Đồ hư. Thì đâu phải là cái thời của mình, đúng không? Thời Đức Phật cũng có cái một cái câu chuyện đó, quý vị nào nhớ nè, câu chuyện mà con hạt già đó, nhớ không? Ủa, Phật tử đây tôi nghĩ nghe hết rồi đó. Có nghĩa là cái câu chuyện này nó cũng nói lên vấn đề để mà thấy là vấn đề mà có nghĩa là cái bài pháp đó là Đức Thế Tôn nói, nếu mà chúng ta sống 100 tuổi mà không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống 1 ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Nhưng khi chúng qua tới cái ông kia ông đi ông thấy pháp cho người ta là ông nói sao? Sống 100 tuổi mà không thấy được con hạt già, không bằng sống được 1 ngày mà thấy được con hạt già. Như vậy thì sao? Mình thấy không? Thì cũng vậy đó. Thì tất cả những cái gì ở trong kinh điển, nếu chúng ta
Mà nhiều khi á, chúng ta y vào những đó mà chúng ta không hiểu được ý thì chúng ta giải thích theo cái kiểu mình thì cuối cùng là gì? Tam thế Phật quan. Mà ly kinh là gì? Có nghĩa là chúng ta theo ức thiết, mà ức thiết theo cái gì? Theo cái tư kiến của mình, cái nhìn của mình, cái kiểu mà coi như là theo cái tầm nhìn hiểu biết tư kiến của mình nói theo tính cách coi như hoàn toàn không căn cứ mà không lột tải được cái lời chư Phật chư Tổ. Những cái nào gọi là đồng ma thiệt? Thứ nhất, những lời nói mà đem tới cái sự, thứ nhất là lìa nhân quả. Thứ hai, chúng ta học lớn của chư Tổ mà chúng ta nói mà hoàn toàn chúng ta không biết được cái nguyên nhân đưa tới cái sự đó như thế nào và sự việc đó để giải quyết được vấn đề gì. Thí dụ, cái này thí dụ nhưng mà có thật. Đơn giản vào những cái thời sau này giống như chư Tổ thấy rằng là tất cả chúng ta học mà chúng ta học nhiều, lý luận nhiều, rồi cuối cùng chúng ta làm gì? Mà không chịu thực hành. Thì sau đó chư Tổ không thèm nói nữa, làm gì? Lại hỏi thế nào là đẩy Phật pháp? Thì ông làm gì? Làm gì? Cho một tượng. Có khi hép. Có khi tùy theo mỗi góc độ của các vị thiền sư đó, tùy về đó mà gì? Có những người có gì lấy cái cây đập dưới đất. Để làm gì? Mà khai thị đó để làm gì mà lạ, có giống thời Phật không? Không giống thời Phật như vậy mà có sai kinh điển của bà không? Đó là vấn đề. Phải không? Hàm ý là gì? Có nghĩa là chúng ta lý luận quá nhiều mà lý luận ở trên cái gì? Cái tưởng thức của mình. Mình dùng cái tư tưởng mình rồi lý luận với nhau, thảo luận với nhau, nói toàn nguyên thiên mà cái sự công phu tu tập không có. Thành ra đến cái thời mà chư Tổ không dùng ngôn ngữ nữa này. Ví dụ mình đang suy luận dùng cái câu hỏi đại ý là Phật pháp là đại ý như thế nào, thì các ngài ví dụ gì hét một tiếng thì mình nghe cái giật mình thì làm gì? Lúc đó giống như là cái người mà trong mơ vừa tỉnh sực tỉnh là quên đi tất cả những cái gì mà đang suy diễn. Thì cái của chư Tổ hàm ý muốn gì? Muốn chúng ta trở về thực tại. Quánh một quánh liền gì? Tỉnh. Còn không thì ngồi đó giải thích hoài thì quý vị không may nữa. Một trong những cái câu chuyện mà coi như nổi bật vào cái thời của Nhật Bản. Và câu chuyện này là một trong những cái biểu trưng mà rất là hay. Thủ thuật của các vị thiền sư là những vị sáng mắt. Thì một hôm có một cái ông hành giả, mà ông này là từng là một kiếm khách nổi tiếng của Nhật Bản, khi đến hỏi. Thì cái vị hỏi thiền sư này, hỏi chứ có thiên đường và có địa ngục hay không? Thì thay vì quý vị hỏi và gặp như vậy thì tôi sẽ giải thích sao? Thiên đường thế này, địa ngục thế kia đúng không? Nhưng mà vị thiền sư này không cần phải nói gì cả. Hỏi chú làm nghề gì? Cái ốc tiểu ngực này. Ngài không biết tôi là một vị coi như là kiếm khách, coi như là lừng danh nổi tiếng. Thì cái vị thiền sư này nói sao? Cái tướng của ông đi ăn mày biết là cho không nữa mà tự xưng là kiếm khách. Thì cái nghĩa là con người ta đang đắc chí là mình một cái người nổi tiếng danh vọng như vậy mà bây giờ bị một vị thiền sư coi như tạt cái gạo nước vô mặt là tức không? Nhưng mà nó đâu mới một câu, hai câu, ba câu. Thế là ông này không còn tự chủ với cái vấn đề tức giận của mình lên, vừa rút cái kiếm ra thì vừa giơ lên thì vị thiền sư nó chỉ liền địa ngục nó có. Thì ngay đó ông sực tỉnh liền, ông quỳ xuống ông lại nói thiên đường đó. Như vậy mình thấy không? Nhưng mà những điều này hoàn toàn trong kinh có dạy không? Có không? Mà có trái lừa với kinh không? Không. Phật cũng đã dạy cho mình là gì? Trở về thực tại. Mà có một cái câu mà tôi cũng tâm đắc. Và câu này cũng là một cái vị tướng lĩnh vào cái thời của Vua Ba Tư Nặc đi dẹp loạn rồi xong cái trở về đắc chí. Khi đi ngang gặp Đức Thế Tôn, anh ta đang đắc chí mà
đang cỡ những đi trên xe, trên cỡ ngựa, cỡ gì cũng biết, thì gặp Đức Thế Tôn. Ví dụ đi, vua Ba Tư Nạn mà còn lễ Phật, mà còn ổng ổng gặp Phật còn đang đắc chí thì sao? Ổng chỉ cúi đầu ổng chào cái đi tiếp tục, ổng không cần phải xuống gì cả. Ông về đắc chí, và vua Ba Tư Nạn thưởng thưởng cái khẩu hình mọi thứ, mà trong đó một trong những cái mà ông tâm đắc nhất mà các ông cũng tâm đắc. Tại vì biết ra tâm đắc gì không? Hả? Hỏi mấy ông nè. Tôi nghĩ là mấy vị mà lâm trí là nhìn ra liền. Một trong cái mà coi như ngũ dục mà nó hấp dẫn nhất là được ban thưởng một cái người đẹp như ý. Thì ông đang coi như vui đùa ở trong cái vấn đề mà đắc thắng. Thì quý vị biết sao không? Đùng cái là cái cô này ngã đùng ra chết. Chết trước mặt ông như vậy. Thì quý vị nghĩ sao? Thì đang coi như là sự coi như là đắc chí, mà bây giờ cái người mà mình coi như là được ban thưởng, được coi như là vừa ý mình thì lại mất trước mặt mình. Thì lúc đó sao biết không? Ông khổ. Thì thử đi, cái người mà mình thương nhất mà cái người đó rời khỏi vòng tay mình có không? Khổ. Thì bây giờ mình tự coi lại trong cái cuộc đời mình cũng vậy thôi. Cái gì mà nó thuộc trong tầm tay của mình mà đắc ý nhất mà cái người đó ra đi, khổ cực kỳ. Thế là lúc đó ông mới nghĩ tới là vấn đề lời gặp Đức Thế Tôn. Và lời gặp Đức Thế Tôn xong đó, quý vị biết sao? Đức Thế Tôn chỉ đơn giản là khi đến xong trình cái sự việc đó, thì Đức Thế Tôn chỉ nói đơn giản thôi. Và tôi thấy tôi cũng rất là tâm đắc. Mà ông lại là chứng thánh đạo, mà chưa từng vô tu tập, chưa từng vô làm gì hết. Quý vị biết không? Đức Thế Tôn khi nói xong, Đức Thế Tôn nói là gì? Mọi việc rồi sẽ qua. Đơn giản không? Như vậy thì mọi việc trên cuộc đời này mình nó đi qua không? Khổ đi qua không? Đắc chí đi qua không? Sự thành công đi qua không? Rồi tất cả quý vị bây giờ rồi đến một lúc nào rồi đi qua rồi chết không? Như vậy thì giờ chân hành rõ ràng là mình thấy một cái câu rất đơn giản mà nói lên được cái vấn đề gì? Mọi sự sẽ đi qua. Đức Thế Tôn nói rất đơn giản, nhưng mà cái câu mà ổng đi vào thánh đạo đó là cái câu gì? Thường thường cái câu này tôi nói, thường thường đa phần người Phật tử mình nghe nghe dạy thì luôn luôn là cái thầy dạy là gì? Đừng đi tìm gì quá khứ mà phải làm gì? Không, nói lớn rồi, không vọng rộng tương lai rồi sao? Rồi đến cháu á. Bởi ra biết rồi, cái này thì tôi cũng nói vậy, cho nhiều ấy rồi, nhưng mà quý vị chưa nghe tôi nói thôi. Một cái câu tuyệt vời, đúng chất của nhà thiền. Đức Phật chỉ nói một câu đó thôi là ổng ngay đó vào trong thách. Giờ thử cậu quý vị biết thế nào nha. Thì Đức Phật nói rằng, có nghĩa là phản giữa của quá khứ và vị lai, nghĩa là thoát ra cái thực tại. Đây là một cái câu ít khi nghe, đúng không? Đa phần xưa giờ quý vị là nghe là gì? Đừng đi tìm quá khứ, đừng vọng động tương lai, mà hãy sống với cái thực tại. Câu này quá thuộc. Nhưng cái chỗ phản giữa của hai yếu tố này, nếu quý vị thấy được cái điểm đó là cực kỳ hay. Phản giữa của quá khứ và tương lai nhưng không bám vào thực tại, tuyệt vời không? Đó là trong kinh đó. Như vậy thì làm sao thoát được ở thực tại mà ngay đó thâm nhập vào chứng quả luân hồi? Thì ngay khi ông chứng thành dòng thánh là mà chứng thẳng vào cái quả thứ ba luôn, thì khi đó Đức Thế Tôn coi như là nói như vậy thì gần như đại chúng không ai tin được cái. Tại vì sao? Tại vì ông này đâu được giống như quý vị đâu,
Quý vị cô chắc đi chùa cũng mấy chục năm phải không? Ông Tệ Thông thì khỏi đọc bàn rồi. Đúng không? Như vậy thì mấy vị mà đi chùa tu lâu vậy chứ chắc rằng là cái chuyện chính thánh thì ai cũng đồng ý. Mà ông này chưa từng đến mà chỉ có khổ lần duy nhất bước tới xong không thấy ấy gì, đến nỗi gặp Phật không còn chào mà chỉ cúi đầu đi tiếp. Mà tại sao chưa vào thánh? Thì khi đó Đức Thế Tôn mới nói rằng: Này các tỳ kheo, là tất cả vị này tướng thì không có tu, mà sao mà đã thuần từ ở bên trong, thì Phật mới nói rằng quá khứ của vị này từ vô số kiếp làm gì, có nghĩa là từng tu thọ trì bát quan trai giới và khuyến khích người khác thọ trì bát quan trai giới, nó đã thuần trong nhiều kiếp, thành ra tướng thì không thấy tu, nhà nó thuần tự đâu, ở bên trong của nhiều kiếp đã ấy rồi, thành ra giờ nó đủ nhân duyên là gặp Phật hay sao? Phật khơi cái lại gì, đi vào dòng thánh, đi vào dòng thánh. Tại vì sao? Trong luật nghi có nói rằng người thọ trì bát quan trai giới là cái người đã đang gieo hạt chủng thánh, và quý vị có gieo hạt chủng thánh thì chắc chắn rằng là đủ một ngày nào nó sẽ làm gì. Đó là một cái câu chuyện rất hay. Thì cũng vậy, thì trở lại cái chỗ này cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những cái kinh điển của Phật, trong tam tạng kinh điển của Phật đó, mà cái điều quan trọng nhất là vấn đề gì? Ở đây nó là chúng ta không lìa kinh, mà chúng ta gì? Làm sao phải ứng dụng công phu tu tập như thế nào để thấu đạt được trong kinh đó. Thì lúc đó chúng ta diễn đạt đúng với cái tính chất mà Đức Phật muốn dạy thì chúng ta sẽ gì? Sẽ không gọi như là tam thế Phật quan, mình thấy không? Có nghĩa là phải áp dụng tu tập bằng mọi cách như thế nào ứng dụng cho được chỗ mình thấy, chỗ mình dẫn đắc ở nơi đó thấu đạt được, thì lúc đó mới là không diễn đạt, không sai lời chứ Phật thì không có quán. Còn là còn còn mình còn mình ly kinh giải nghĩa, có nghĩa là mình ức thiết. Ức thiết thì nói đơn giản thôi, giống như nãy tôi đã nói đó, có những thủ thừa của các vị thiền sư thì hoàn toàn là khai ngộ và hoàn toàn không lìa kinh, nhưng mà những cái điều đó là gì? Đức Phật đã dạy rất nhiều trong tam cao tam điển rồi đó. Những cái cách của các vị đó là chỉ gì, cái cốt lõi mà ứng dụng được để đem ra áp dụng thôi đó. Mà đem ra áp dụng gọi như là đưa ra mình thấy nó lạ nó khác, nhưng mà có lìa kinh không? Không, đó là vấn đề nha. Còn có những cái mà mình chưa thật thụ thấu đạt từng điều đó mà mình làm thì người đó sẽ tạo nghiệp, nó không đơn giản. Có những vị mà nhiều khi làm hoàn toàn nó không có, thứ nhất là gì, lìa lý nhân quả, thứ hai lìa là giới luật, đó là những căn bản mà cần phải có đó. Nếu người có giới luật để soi sáng thì quý vị làm không bao giờ bị lệch. Hai cái căn bản này quý vị cần phải nghiền ngẫm. Tại vì lời di huấn của Đức Phật cũng đã từng nói rằng là gì? Khi ta vào Niết Bàn thì các ông phải tự gì? Trong kinh Di Giáo á, tự gì? Hả? Không có cái câu đó phải nguyên văn chứ còn tự gì? Tự mình thắp đuốc lên. Giới gì lấy giới được làm thầy. Đó là cái câu mà coi như là Đức Phật nói rồi. Như vậy thì rõ ràng là ta không rời giới luật, dùng giới luật để soi sáng lại chính nơi con người mình thì không bao giờ bị lệch, thấy không? À, như vậy thì đây một điều nữa mà nói để coi cho chúng ta ly kinh giải nghĩa, thì chúng ta có nhiều cái sao ấy mà ở trong cái thời mình phải mắc phải. Thứ nhất, khi chúng ta giữa một cái đại chúng, một cái thời pháp đó phải chuyên rồng về Phật pháp, không được gì, không được nói kêu mà nói vô nghĩa ở trong cái buổi nói pháp đó, những câu nói vô nghĩa. Thứ hai là gì? Quý vị nói pháp mà quý vị ca hát sướng trong đó thì quý vị có sai giới luật không? Có
có không? Thì căn cứ vào đó có nghĩa là trong một cái thời nói pháp hoàn toàn, nếu chúng ta những cái điều này có vào thì thời pháp đó trở thành thời pháp bất bất tịnh pháp. Thì cái căn cứ như vậy vậy thôi ha. Thì rất rõ ràng. Thì trong cuộc đời tu của mình thì có nghĩa là tất cả kinh điển giải thích hay là bằng cách nào đó phải vận dụng ứng dụng, mà lột tải được, có sự công phu tu tập không lìa nhân quả, không lìa giới luật, thì người này không làm quan cho chư Phật mà cũng không trở thành ma. Còn nếu không thì đồng ma nó, thì làm đồ chúng của ma vậy đó, đơn giản vậy đó. Như vậy đừng nghĩ rằng lên ngồi đây giờ cho quý vị lên ngồi đây thì ngồi đây dễ không hả? Dễ không? Cái đó còn khó nữa đó không? Ông là một người coi như mà kêu ông ngồi mà đừng có đừng nói gì hết cũng đơn giản. Muốn nghe câu chuyện mà ngồi đó đừng nói không? Hả? Bây giờ muốn nghe câu chuyện mà coi như ngồi đó đừng nói không? Thì câu chuyện này nó là một câu chuyện cũng ngôn, nhưng mà nó là một cái vấn đề. Thì một hôm có anh chàng này anh thấy mấy vị coi như ngồi cũng giống vậy đó. Thôi bây giờ ngồi sắc sướng, thôi bây giờ cho ổng lên ngồi đi, ổng làm đi. Thì sao ổng xin không được ngồi như vậy, tại ổng nghĩ là lên đây ngồi sướng. Thì trong khi cái vị này nói rồi được thay đổi trong cái vấn đề mà lên đó ngồi, nhưng một điều nữa là đừng bao giờ mở miệng nói, giống như đại thần một khi lên ngồi đừng bao giờ mở miệng nói. Thì anh ra này ở cái chuyện mà ngồi mà không nói là chuyện dễ không? Dễ không? Sao cười phải nói thế? Thì anh chàng này lên ngồi xong xuôi cái ông ngồi đó, cái ông thấy có anh chàng đi ngang rất túi tiền. Cái có một người là đang lụm túi tiền đó rồi, anh thấy rồi. Cái có một cái anh tiều vợ, anh làng chài đi đánh cá, anh đi ngang ra cái ông mà mất tiền đó, ông mới đi tìm. Thì ông gặp ông thấy cái anh này, ông nói ông lụm tiền của tôi, hai người đứng cãi giả, cãi qua nói tới nói lui nói xuôi nói ngược, tức quá ông còn ông này ngồi hết chịu nổi. Nó tôi thấy nè, hỏi thấy sao? Tôi thấy cái ông kia là lụm tiền chứ không phải là cái ông này. Rồi sau thì chỉ ra cái ông lụm tiền thì là sao? Thì phải cái ông lụm tiền phải trả tiền lại cho cái ông mất tiền, hợp lý không? Còn cái ông đánh cá tiếp tục đi đánh cá, vậy thì tốt chưa? Tốt không? Nhưng mà đâu có tốt vậy đâu. Thì thật sự ra đó quý vị biết, cái anh mà lụm được đồng tiền đó là anh có một đứa con đang bệnh ngặt nghèo cần tiền để trị bệnh, nhưng mà cuối cùng không có tiền thì đứa bé đó chết. Còn cái anh chàng á, thay vì hai người đứng cãi đó không đi đánh cá đó, thì anh này không ra khơi thì không bị sóng đánh chìm và chết. Như vậy thì mở miệng ra tới hai người chết. Như vậy thì sao? Như vậy thì quý vị ngồi im lặng dễ không? Khó. Tại vì trong lòng mình luôn luôn là gì? Mình nghĩ là cái chỗ đó, đó là cái tư tưởng mình nghĩ là lên nó gọi dễ. Nhưng mà thật sự có dễ không? Im lặng cũng không dễ, mà nói cũng không dễ. Như vậy thì nếu ta không đạt được cái trạng thái tự chủ ở chính nơi mình thì nói năng động tĩnh gì đều tạo nghiệp cả. Mình thấy không? Ghê gớm lắm. Vậy thì ông điện ông Tệ Thông lên ngồi thử nghe. Thì mình phải nhớ ơn
dành thực hiện các đền ơn, đó là đạo Phật dạy. Thì có những cái trường hợp những người đã làm cho mình quá nhiều ơn nghĩa, mà tới một cái lúc nào có một trường hợp nào đó họ muốn nhờ mình một chuyện, mà cái chuyện đó đúng theo lời Phật dạy mình không nên làm. Mà nếu mà mình không làm đó, thì là mình không đền ơn được người đó, mà người đó có những cái cần cái sự giúp đỡ đó lắm. Thì ở những cái trường hợp chúng mình sẽ theo kinh hay là kinh thái, thì mình phải hành xử đơn giản, không có gì đâu khó. Đã nói câu hỏi cô cũng đã đáp lời rồi, nó không đúng như lời Phật dạy. Nhưng mà theo cái mình muốn đền ơn người ta đã làm ơn cho mình. Cuộc đời này khi nói, nếu nói ơn nghĩa với nhau, nợ nần với nhau, nói chung đừng nói chữ ơn nghĩa thì nói nợ nần nhau thì dễ gõ nhất. Cuộc đời này quý vị coi đi, cuộc đời của mình từ khi sinh ra tới bây giờ quý vị nợ nhiều không? Đúng không? Như vậy thì ở trong cuộc đời này ta không khẳng định là phải trả nợ một người nào đó. Thật ra trong cuộc đời này nợ với nhau nó là chằng chịt. Thật ra ta thấy gì có thể làm ở trong cái gì, cái sự thoải mái nhất mà có thể mình làm với cái tâm điều lành, điều thiện với nhau thì chúng ta làm. Chứ không phải là nhất thiết là con đường nó đã sai mà mình lao đầu vào thì cái đó đâu có bao giờ có trí tuệ. Như vậy thì rõ ràng trong cuộc đời này có nhiều cách để trả. Giống như tôi nói giờ thôi đừng nói nợ với gì cho nó mệt, quý vị quá nhiều nợ rồi, tôi nè cũng nợ. Thì người tu là một trong những người đã dai nợ rất nhiều mà Sơn Trúc Lâm từng đã dạy. Thì bây giờ tôi phải trả nợ không? Cô nghĩ tôi đã không? Không, cái này chỉ một người không, cuộc đời này á, nếu mình nói như vậy thì hoàn toàn nợ của cuộc đời mình nó nhiều lắm. Nhưng mà thì sao? Có nghĩa là mình chỉ thấy được cái trong cái khoảng thời gian đó người ta giúp gì thôi. Nhưng mà ở cái giúp này đó, nó có hai cái yếu tố chúng ta không rõ nhất. Là điều thứ nhất là gì? Không biết là họ nợ mình hay là mình nợ họ. Đúng không? Mình không khẳng định được. Không, có nghĩa là bây giờ, ngay bây giờ nữa. Thì giờ mình biết là mình nợ họ. Nhưng cái người Phật tử của mình nếu mình không hiểu đạo thì không nói rồi. Hiểu đạo thì có nghĩa là cách trả nợ nào hoàn toàn nó là thiện, là lành và giải quyết. Đó là cái tốt nhất. Còn giống như bây giờ tôi cũng nợ nè, thì tôi cũng phải cái cách cũng phải trả. Thì quý vị tôi biết tôi đang trả nợ phải không? Đúng rồi, xong nó nói gì? Tôi nợ là tôi phải cố gắng cũng đài lưng ra đi trả nợ. Đúng không? Thì trong người xuất gia nó có mấy cách trả nợ. Một là làm thầy trả nợ, hai là làm đầy tớ trả nợ, ba thì thôi miễn bàn, nghe đi xuống rồi. Thế vậy thì cách nào cũng trả nợ, nhưng mà mình phải gì? Phải có trí tuệ, học Phật Pháp rồi. Cách trả nợ nào mà nó nhẹ nhàng nhất, dễ nhất, thoải mái nhất thì chúng ta trả. Chứ không phải là nhất thiết là phải đi vào con đường đó. Thì mình, nếu người đó giúp bằng tình thương, giúp bằng cái thì mình phải giải thích rằng cái sự việc như vậy nó dẫn tới con đường tốt. Mình phải cách để mình giải thích cho họ, thuyết phục được họ, cái đó mới là con Phật. Chứ không phải là nhất thiết con đường đó đã mình không biết nó không đúng thì mình nó lao vào, không phải. Không phải là như vậy. Người Phật tử là phải có trí tuệ. Nhiều cách trả nợ, thế gian này có nhiều cách mà cũng nhiều cái mà nếu quý vị ấy cũng tạo nghiệp trùng trùng như thế. Như vậy thì có cái đó là chỉ có cái là gì? Phải hai bên có cái sự thấu đạt với nhau, rồi ngồi lại để đưa một cái giải pháp tốt nhất trong cái vấn đề đó. Cái điều đó là cái điều cần thiết. Chứ không phải là thấy con đường đó giờ tôi nợ, tôi lao đầu vào thua. À. Được mà, thế gian là cái gì? Có những cái nó còn khủng khiếp nữa nhưng người ta vẫn phải giải quyết được.
từ bi. Cô vô chùa cô thấy ở đây có, thường thường chùa là ta nói từ bi nó phải có gì, cái trí tuệ vận dụng như thế nào để làm sao mình thuyết phục được người và mình giải quyết được vấn đề, đưa tới con đường thiện lành, đó là cái từ bi, chứ không phải là lao đầu vào cái sự việc đó rồi tạo nghiệp mà là từ bi, không có. Đó là vấn đề. Thì đó là cái cách, không, cách mình phải nói với người ta để cái như gì, hai bên cùng nhau mà coi như là giải quyết một cách đưa lên tốt lành. Cái đó là cái vận dụng, cái gì, bao nhiêu học hỏi tu tập của mình để vận dụng giải quyết được vấn đề đó, đó là một trong những cái để coi mình có trí tuệ hay là có công phu hay không. Chứ thật ra có những cái nó éo le nhưng mà chúng ta giải quyết được hay không, đó là cái bài học thường lương á. Quý vị muốn thức khi lên lớp quý vị phải làm gì? Không phải, phải làm bài tập rồi làm gì, phải thi, đúng không? Học sinh nào muốn lên lớp cũng phải gì, cũng có bài, coi như bài khó để mà lên lớp. Thì thật ra người tu mình có những cái mà hoàn toàn người khác không thể giúp mình được, mà mình phải tự vận dụng cách tu tập như thế nào để giải quyết được vấn đề đó. Đó là cái gọi giống như là một cái bài tập, mình phải vận dụng như thế nào để mình giải. Mà mình với nhiều khi á, quý thầy cũng nhiều khi cũng giúp được, mà mình với người đó có thể giải quyết được. Được không? Thì vận dụng đi. Khó hả? À? Chứ giờ nói cái Út mở mở thì không cách nào được. Dạ, yeah. Thì người trong cuộc là cái đó, trong cuộc đó phải vận dụng như thế nào, đó là cái hai nhân vật đó, là cái là nghĩa là hai người cùng nhau đó, cái đó phải vận dụng như thế nào, cái đó quan trọng. Rồi tiếp tục. Thưa thầy, nhập thất có những lợi ích gì? Thì nhập thất á, thì nó có rất nhiều cái lợi ích trong cuộc đời á, thì Phật tử thì ít được cái duyên đó, còn người xuất gia thì luôn luôn nó có được cái gì, cái lợi ích thứ nhất là vào đó chúng ta chỉ có công phu tu tập và đối diện với chính mình. Vì khi vào thất á thì hoàn toàn không cần phải gì, không cần làm, cũng không cần nấu ăn gì hết, tới cái giờ ăn là người ta đem tới, ta để cửa chỉ ra lấy vô ăn, rồi công phu tu tập tăng cái thời khóa lên. Thứ nhất, thường thường nhập thất là gì, sáng ngồi thiền, sau giờ ngồi thiền, rồi thức dậy, ví dụ có khi thì ăn sáng xong rồi một chút cái bắt đầu ngồi thiền hoặc là sám hối một ngày, rồi có thể 6 đến 7 thời tu tập trong đó suốt, có nghĩa là công phu chỉ đối diện với mình ở một cái thất mấy mét vuông vậy thôi, có nghĩa là luôn luôn hành động việc làm chỉ có cái công phu để đối diện với chính mình, để mà gì, để biết được cái sự vận hành của mình. Thì lúc đó mà các vị nào mà cái tập nghiệp mà nó sâu dày thì vô đó nó hiện ra đấy, hiện giống như cái máy quay mà nó quay trở lại, nó quay ngược lại cho quý vị thấy đấy. Như vậy là cái lợi ích của nhập thất là khi chúng ta đối diện và chúng ta gì, công phu tu tập thắng được những cái đó thì chúng ta đi ra, chúng ta sẽ gì, sẽ tiến bộ. Như vậy thì đối diện với chính mình là một điều khó hơn là cái gì khác. Có những vị tôi nhớ ngày xưa mình nhập thất á, nhiều khi vô hồi đầu tiên á, nhập thất á, nhiều khi quý thầy còn nhỏ, quý thầy cho nhập thất á, mới đầu chừng 1 tuần 2 tuần thôi, không cho nhập lâu, rồi đó sau nó tăng lên dần dần. Mà có những vị vô đó ngồi đối diện với mình không tự kiềm chế được, nhiều khi có một cái huynh đệ đó là coi như chịu không nổi, là có những người bể thất, có nghĩa là không thể ở được. Rồi có những người là sao, bực dọc quá không biết đổ đâu, thôi mấy cái cây mà vòng vòng nó lấy đi đập te tôi hết. Có nghĩa là tùy theo mỗi cái nghiệp tập của các vị khi đối diện với mình rồi nó gì, nó lộ ra. Thật ra khi nhập thất là chính là chỗ mà đối diện với chính mình mà phải vượt qua. Như vậy thì cái lợi ích của nhập thất là công phu nhiều hơn, không, thật ra sư ông Trúc Lâm là không cho đem sách, đem dở bất cứ gì vào trong thất. Chỉ từ các vị nhập thất từ 3 năm, 1 năm thì các vị này được đem một quyển sách. Đó là quyển sách gì biết không?
Lăng nghiêm để làm gì biết không? Khi mà công phu tu tập có những cái tướng trạng gì đó nó hiện ra thì coi lại 50 của ấm ma để làm gì? Coi mình biết là mình cần để mình chỉnh lại đừng bị lọt vào trong 50 của ấm ma đó. Còn hoàn toàn không có được đem bất cứ trước khi nhập thất là quý thầy kia sáu không có cho em gì vô. Chỉ có gì cái cần thiết nhất là để ba bộ đồ y rồi lên dậy xong giờ ăn sáng trưa vậy thôi, chiều là cũng không có. Hả? Ủa đồ mình mà mặc thì trong đó thì bộ thì tắm xong giò đó lấy lên thôi, nó đơn giản mà chỉ có nhiêu công việc đó thôi, cái đâu ngoài cái chuyện mà cái chuyện cá nhân mình không ai giúp được nữa rồi. Hiểu không? Đối diện với mình thì có mỗi ngày là mình phải đối diện mình tự thì tiếp như thế nào, rồi công phu tu tập tăng tờ phá lên, sáng rồi thiền rồi xong ăn sáng xong nghỉ trước rồi sám hối rồi thiền rồi ăn trưa rồi nghỉ dậy sám hối rồi thiền rồi tối rồi thiền, cứ như vậy liên tục. Thì như vậy thì khi ra đó chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ nhập thất nó dễ tiến bộ nhé. Thì thời xưa hồi lúc mà năm sư ông nhập thất ở Trúc Lâm đó, thì năm đó tôi cũng xin nhập 6 tháng cái thất kế bên. Như vậy thì cái lợi ích của nhập thất là đối diện với chính mình để đi. À, mỗi khi nhập thất như vậy, trước khi nhập thất thì sẽ đến đảnh lễ sư ông sẽ chỉ dạy, sau khi ra thất thì sẽ trình lên cho sư ông sẽ coi như là để coi mình tu tiến thế nào. Thì các vị mà lớn bây giờ thì các vị quý hòa thượng sẽ được trình, các vị đó sẽ họ sẽ kiểm. Không, thật ra tất cả cái sự công phu đó nếu các vị nào nhập thất lâu thì cứ 3 tháng sư ông sẽ đi vào thất để thăm, để làm gì, để coi cái công phu tu tập của các vị đó như thế nào, trình cái công phu tiến triển mình sao sao gặp cái gì thì sư ông sẽ dạy. Nếu mà quý vị nhập lâu đó là cứ 3 tháng là sư ông phải đi các thiền viện để coi như thăm các vị nhập thất để coi cái sự tiến bộ và có sự chứng ngại gì thì sao ông sẽ chỉnh. Đó là như vậy. Còn những vị nhập ngắn thì nó không đến đổi, còn những nhập lâu thì cần có phải sự kiểm soát để coi cái sự công phu tu tập. Có khi nào bể thất? Có, có nhiều. Muốn nghe bể thất kể cho một câu chuyện nghe nè. Tôi già chịu lắm. Ngày xưa vào lúc đó có một cái vị thầy cũng làm thi sự của thiền viện Việt Chiếu, thì lúc đó nhập thất như 6 tháng hay là 5 gì tôi cũng không lâu, tôi không nhớ rõ là cái thời gian. Thì trong khi nhập thất cũng công phu tu tập thời gian cũng chắc cũng mấy tháng, cái tự nhiên ở trong cái sự coi như là có người cứ nói bên tai nói là mày mà không về mày lo cho má là tao giết má chết. Thành ra nó cứ bị dồn vậy cái đầu sao nó bây giờ mày không về mà mày không ấy là má tao sẽ giết má chết như thế nào. Thế tự nhiên ông cứ chịu không nổi cái đầu gì bể thất, ông buông hàng gào xong ông đi ra, ông đi về quê thì bà già bình thường quá nhỉ, coi như xong bị gạt. Mình thấy không, cái thằng tư tưởng của mình nó tự nó làm gì, nó gạt mình rồi xong rồi cũng lên khóc tội nghiệp. Nghĩa là mình có đến lúc mình tự đối diện với mình có những cái mà nếu mà thật kia mình không có ấy đó, mà mình không có chịu ấy là mình để nó nuôi lớn quá tự động nó dẫn mình đi luôn đó. Nó có nhiều lắm, nó nhiều cái vấn đề mà bể thấp đó. Chứ không phải là ấy mà tôi kể mà tôi cho quý vị nghe là có những cái bể thấp. Rồi có những người vô đó nhập thất rồi bình thường thì không sao, vô thất nhập thất rồi cái đầu sinh ra bệnh tật chịu không nổi cũng phải bể thấp. Có nhiều lắm, nhiều chứng ngại. Thành ra khi đối diện với mình nó sẽ sinh ra rất nhiều cái khủng khiếp trong cuộc đời, chứ không phải là không. Còn cái người nào mà có công phu tu tập, có phước báo thì vô nó yên, thì nó tiến dễ.
Thành ra cái phước nó có, nó cũng hỗ trợ trên con đường tu tập của mình, để trong khi mình nhập thất mình tu á, nó cũng vững chãi. Rồi câu thứ hai là nhược tướng phi tướng, tức kiếm Như Lai. Con không hiểu rõ. Bây giờ ở trong này trong kinh gì quý vị nhớ không? Kim Cang đọc nguyên văn nghe. Phật sở hữu tướng, Phật sở hữu tướng, hy vọng phải không? Nhược tướng phi tướng, tức kiếm Như Lai. Thì quý vị á, tại vì nếu mà nói về cái Như Lai là chỉ cho ai? Đức Phật. À, chỉ cho Phật. Không? Mà Như Lai, cái chữ của Như Lai mà giải thích á, theo chữ nghĩa lại thêm nữa là gì? Hả? Không tới cũng lui. Nhưng mà cái chỗ mà coi như á, thấy được cái tướng thật của nó. Nhưng mà nếu như vậy giải thích theo cái trong kinh Kim Cang á, thì coi như là chúng ta gì, nếu chúng ta nhìn mà nói giải thích như vậy thì tướng là tướng của Như Lai rồi, có nghĩa là Như Lai không từ đâu đến, không lai Như Lai không từ đâu đi, như vậy thì cuối cùng lại là gì? À, câu này phải đặt câu hỏi. Như vậy thì chúng ta đã chạy theo cái gì rồi? À, đúng không? Như vậy thì nếu như vậy thì chúng ta chạy theo cái hình bóng của Như Lai. Như Lai đó là gì? Như Lai đó là chỉ cho Phật. Mà Phật đó thì ở đâu? Trong tâm mình hả? Không có cái giải thích này đó. Nếu mà vậy thì nó trở thành là không phải Phật của trong tâm rồi. Tại vì mình nói là Như Lai là Phật. Nhưng mà ở cái chỗ trong kinh Kim Cang á, là muốn chỉ là cái gì? Chỉ là cái gì? Có nghĩa là kinh Kim Cang phá tất cả tướng để trở về, đừng chấp tướng thì trở về về đâu? Vì cái bản tánh của mình không bị còn bị gì, bị gàn, bị buộc, bị tướng, bị này bị kia, thì cuối cùng trở về mà nhận chân được cái bản tánh của mình thì lúc đó là gì? Như Lai ở đâu? Không đến và không đi. Như vậy thì ở chỗ này là gì? Nếu chúng ta không còn bị gàn buộc, không thấy bị gàn buộc đó thì tướng Như Lai là hiện hữu. Còn nếu còn gàn buộc ở tướng thì Như Lai không hiện hữu. Như vậy thì Như Lai là không có đến và đi. Như vậy Như Lai ngồi đâu? Chỗ nào? Như vậy thì có nghĩa là ở chỗ này để phá các tướng chấp. Cái câu này trong kinh Kim Cang đã dạy chúng ta phá tất cả tướng chấp thì chúng ta trở về với cái bản thể của mình. Nhưng mà chúng ta còn bị ràng buộc bởi tướng chấp quá nhiều nên chúng ta không sống được với bản thể của mình. Thì kinh để dạy cho mình trở về mà. À, chứ đừng diễn tả mà theo chữ nghĩa hồi nó chả trốn quốc luôn. Thì đúng rồi, thường phải thành ra trong cái vấn đề mà luôn luôn chúng ta học, luôn luôn chúng ta chấp vào chữ nghĩa và cuối cùng lại là gì? Thật ra Đức Phật, chính cái điều mà Đức Phật khi nói, tất cả những gì mà Đức Thế Tôn đã nói, cuối cùng Đức Phật nói là sao? Ta không nói một lời. Có nghĩa là để chi? Cuối cùng Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta rằng là tất cả những gì Ngài đã đi qua, thì Ngài thấy như thế nào, lẽ thật như thế nào thì Ngài làm gì? Ngài nói lại để cho mình làm gì? Để mình biết mà mình ứng dụng để mình đi qua được giống như Ngài. Chứ đừng chấp vào văn tự chữ nghĩa những cái đó rồi ôm cái đó thì cuối cùng thì sao? Thì không thể nào mà đi tới con đường của Phật chỉ được. Thành ra Phật không phải là phủ nhận, nhưng mà Phật nói để làm gì? Nói để chúng ta ứng dụng mà đừng có bị cột trói vào tâm tướng đó. Thành ra mình thấy không? Cột vào cũng được, mà nếu buông ra cũng được. Cái quan trọng là điểm là
ta biết chúng ta đang công phu ở giai đoạn nào và hiện hữu như thế nào để chúng ta ứng dụng cái đó nó quan trọng. Thí dụ các vị đang còn gì chấp quá nhiều thì phải dạy quý vị làm gì hả? Chấp nhiều thì phải dạy làm gì? Phải quán, phải tưởng, phải này bên kia để tháo gỡ ra, đúng không? Đó. Nếu người là chấp nhiều thì phải quán tưởng để thấy đó là thật, rồi cuối cùng tháo gỡ nó ra từ 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 để gì? Không chấp. Thì như vậy thì khi quán là nó có pháp không? Có không? Có. Nhưng mà khi quán rồi có pháp, quán rồi xong tháo gỡ rồi xong, cần phải giữ cái pháp đó hoài không? Cần không? Không. Tháo gỡ ra được hết rồi đâu cần phải dùng cái gì nữa. Không có. Khi nào trong cái cuộc đời mà tháo gỡ được thực thụ đó, thì khi mà tháo được rồi tự nhiên cái chuyện đó vừa nó đến, tự nhiên tự bên trong nó sẽ gì? Tự nó phản ra, nó tự nó đối chiếu nha, tự nó giải quyết. Nó thuần rồi thì không có cần nó là quên không quên. Nhưng thật sáo tháo rỡ được, thấy được thật tướng thì nó không có có nông hay cạn nữa. Mà thấy đúng thật tướng của nó là không có chuyện gì cả. Thì cũng đơn giản lắm. Có lần tôi có cái ông đạo hữu kia kìa, ông nói hay lắm. Ông đánh lý luận như thế. Ông nói câu gì? Con á, con phục. Hỏi phục ai? Con phục mấy người bên Công giáo. Hỏi ủa sao phục? Ông là đạo Phật, ông nói phục. Hỏi lý do tại sao phục? Tại vì á, bên đó họ dạy nó rất thực tiễn. Đạo Phật mình á dạy nó kiểu là tù tưởng. Ông nghe nói thì tôi nói đâu, nghe nói thử tôi nghe. Thì ông nói thế này. Ông nói giống như bên đó đó, người ta làm cái gì đó, một cái gì, ví dụ ta giật mình hay là ta cái gì đó, Chúa ơi trời ơi, là như vậy thì gì sao? Là có nghĩa là có Chúa, có trời, có hiện hữu ngay đó họ liền. Mình thấy không? Nó nói nghe cũng hay. Cái sao tôi đặt lại, còn đạo Phật nào là cái gì? Thế này, thế kia, thế nọ, nó cũng lập luận hồi, tôi nghe xong tôi nói được, được rồi ha, rồi, cũng hay. Giờ tôi hỏi chú, cái người theo Chúa thì họ bạc phải họ, họ là không theo Chúa đi mà họ ấy cái kêu trời ơi thì coi như Chúa có hiện hữu rồi vậy á, mấy anh hùng mấy anh mà coi như là chuyên gia chữ thề mà lúc đó dấp té cái làm gì vậy, nó dấp té nó ra nó gì hả, nó chữ thề vậy chẳng lẽ lúc đó mấy thằng đó nó lại nó có cái gì trong đó, đúng không? Như vậy thì mình rõ ràng ở trong cái gì? Có nghĩa là trong cuộc đời này nếu chúng ta thấy thật thì chúng ta tỉnh, còn không là chúng ta gì? Cứ đi đồng vòng kiểu giống vậy, cứ luận bàn thì cuối cùng nhưng mà lẽ thật á, thì cái người là tí nữa cũng thấy là lẽ thật á, thì trong hoàn cảnh nào, trong mọi cái gì nó xảy ra là tại sao? Ta vẫn bình thản, bình tĩnh được, không có chuyện gì cả. Như vậy thì có gì? Có nghĩa là mình không thật tỉnh á thì mới có những cái chuyện tào lao mà. Còn thật tỉnh thì rõ ràng không có gì chó cả gì cả. Ở đây cái câu này, cô này hỏi tiếp là cái câu gọi là tục đế và chân đế. Giờ quý vị biết không? Giờ tôi không biết, giờ quý vị hỏi nó thử tục đế thế nào, gọi là chân đế là thế nào? Hả? Giảng rồi ạ? À? Như thế nào? Tao nói lại nghe thử đi. Thật ra nói thì thật ra lý luận á, nói thì nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có bàn luận đủ thứ, nói chung là có gì? Có thế gian thì có gì? Có thật thì có giả, có chân thì có ngụy, đúng không? Như vậy thì pháp đó là pháp gì? À, có nghĩa là cái pháp này là pháp đối đãi. Như vậy thì ở trên đây,
Nếu chúng ta ở trong cái phạm tù tu tập, nếu chúng ta vẫn còn bị ràng buộc quá nhiều ở cái tầng tục này, thì chúng ta cần tìm một cái pháp để làm gì? Pháp làm gì? Tháo gỡ nó. Như vậy thì chúng ta ở nơi cuộc đời còn bị ràng buộc sáu căn này, ràng buộc đủ thứ, tùy vào ví dụ cái người đắm sắc, cái người thì thích đồ đẹp, có người thích gì quý thân, thì tùy đó mà chọn một pháp để làm gì? Để tháo gỡ. Nhưng mà tháo gỡ hết tất cả cái đó rồi thì cuối cùng nó đưa tới đâu? Ừ, đơn giản chứ được rồi, khỏi trả lời. Thì nó đưa tới gì? Tháo được tất cả những cái đó thì cuối cùng nó cũng tới tại cái chỗ thấy đúng là thật. Đơn giản ha. Quý vị nghe nhiều rồi. Thật ra hỏi thì này toàn là hỏi cao, nhưng mà không biết cái nhân vật này cỡ nào không biết, cỡ tại thông không biết. Hay là ông Tài Thông hỏi đây. Một là tất cả là một. Một gì? Một là tất cả là một. Giờ họ đã, thật ra mình lên đây không nói cũng chắc cũng bị chửi, mà nói chắc cũng bị chửi. Ừ, lỡ nó ngồi ra như vậy. Thật ra cái chỗ mà ứng dụng của trong nhà thiền nói nó dữ hơn này nữa. Là gì? Thiên hà đại địa dồn ở trong một cái. Có câu này có từng nghe không? Rồi rồi ông giải thích tôi nghe thử coi. Rồi bây giờ ông làm sao? Tất cả là một đó, giống vậy đó. Thật ra chỗ này không có chữ nghĩa nữa mà nó nghe rất là hay. Thật ra trong cuộc đời này đó, nhưng cần phóng ra thì trùm cả thiên hà đại địa. Thì bây giờ đơn giản thôi, nói thì giải thích được rồi. Bây giờ kêu quý vị bây giờ nè, bây giờ quý vị gom lại tất cả đây, quý vị nhắm mắt lại. Thì trong tư tưởng của các vị tất cả, ví dụ giờ quý vị đã đi từng cá thế giới rồi đi, rồi sẽ quý vị thâu lại được không? Được không? Đó. Vậy thì thâu lại thì quý vị chẳng những nó gì, nó nhỏ không? Chưa biết nó nhỏ cỡ nào. Nhưng cần phóng ra thì quý vị giờ là tưởng ra. Quý vị tưởng được không? Vậy chỉ cái gì? Chỉ phải thông. Đơn giản vậy thôi. Không có cái câu này một và tất cả các là một. Có nghĩa là khi chúng ta thâu lời được là chúng ta phải chỗ đó. Chúng ta đừng nghe là giải thích chữ nghĩa thì quý vị mường tượng trời thế này thế kia, mà tôi nói vậy thôi, tối gì suy nghĩ được không? Hay đó, nó rất là đơn giản thôi. Tự mình thường học Phật pháp, cái gì đem ứng dụng vô chính bản thân mình á, mình sẽ thấu đạt. Mà thấu đạt được thì quý vị sẽ gì? Sao thấu đạt được rồi không còn nghi nữa, mà nó hay đó. Thành ra tất cả vận dụng Phật pháp, học Phật pháp thì phải đem vào, tự phải chiêm nghiệm ứng dụng cách nào tự mình vận dụng thì nó trở thành một cái của mình, nó không còn là của ai nữa cả, không phải là của Phật, không là của thầy, không của là bạn nữa. Tôi cũng biết cái gì nói. Cái chỗ đó là cần, có nghĩa là cần phải có cái sự gì nghiệm nó ra cái điều đó. Tôi chỉ đưa cái hình đó vậy thôi, tự nghiệm nó sẽ thấy. Đây là cái chữ nhỏ quá, giờ mắt tôi cũng nhỏ. Tại nó bị nó nhìn gần, nó hay bị gì đó, nó
nó nhảy. Xin thầy chỉ dạy cho con cách đối trị ngã mạn. Giờ đối trị ngã mạn sao? Đơn giản giờ nói gọn là ha. Ai ngã mạn ở đây, ai ngã mạn nhất? Hả? Ai ngã mạn nhất? Ai? Ủa em nghe vậy ta? Ủa cái người mà ngã mạn coi là thì đâu có sợ ai nữa đâu, đúng không? Thầy cũng là đồ bỏ. Ủa vậy ai ghi đây ông à? Thì thật ra đơn giản thôi. Có nghĩa là khi nào mình thấy mình là hơn cái ngã thì lúc đó đó là ngã mạn. Còn bây giờ quý vị không dám ra thì coi như ok rồi, gọi trả lời. Thật ra cái ngã mạn là gì? Luôn luôn mà mình không có sợ hết. Nhưng mà quý vị còn sợ, còn lẽ là cái ngã mạn của mình chưa đến nỗi. Nhưng mà khi nào chúng ta gì? Cái ngã mạn của mình đối diện xuất cảnh bất cứ mọi lúc mọi nơi. À, quý vị giống như sao thường dạy, mà nếu quý vị coi mình á giống như một miếng vải gấp để cho người ta chà chân á, thì lúc đó tự động nó dần dần nó sẽ tan biến. Còn quý vị nghĩ rằng á, quý vị là tấm thảm để lên cho Phật thôi, còn ai mà nghèo nghèo hả, khổ khổ gấp gấp mà bước lên đây là trời ơi cái chỗ này không có được nha, chỗ này là của trụ trì nha, chỗ này của mấy cô nha, rồi xong nó đơn giản vậy đó. Như vậy thì biết cách đối trị của ngã mạn chưa? Nó kêu không dám ra là biết là cái ngã mạn nó trốn mất rồi, có gì đâu phải đối trị gì nữa. Như vậy thì cái câu xong đương nhiên thường dạy, nếu ta coi mình như một miếng vải gấp để cho mọi người lao có lao chân sạch sẽ được cái tâm đó, tự nhiên ngã mạn không còn. À, nó nhiều quá quên. Giống như là tự cao tự đại kêu căng. Ủa, đâu hỏi cái vụ đó đâu. Không có suy diễn càng nhiều càng mệt chứ làm gì đâu. Đơn giản vậy thôi. Tắm vậy gách sướng rồi còn đồ gì nữa. Thiếu gì nữa. Không, thật ra đó là danh từ chữ nghĩa. Mà danh từ chữ nghĩa càng học nó càng rối. Tôi giờ tôi dốt ra tôi nói đơn giản vậy thôi. Đọc tính giải gấp cho rồi khó hiểu gì nữa phải. Thì đây người ta kêu cách đối trị mà. Thì bởi không đứng lên tốt rồi đã mừng rồi đó. Chứ nhiều khi đứng lên để tát cho tôi một tay nó mới khổ. Rồi đây câu này cũng thấy cũng dễ nữa nè, tại thông ra là cũng được nữa. Cách đối trị giải đãi, nhưng mà cách như thế nào, tinh tấn làm sao chứ, cái chuyện cái chữ tinh tấn thì nó dễ đúng không, nhưng mà làm sao gọi là tinh tấn? Giờ chỉ đưa cái đơn giản nhất là gì? Cái gì? Cái thời khóa là mỗi người cần phải có rồi đó. Nhưng mà thật ra là nó cũng giải đãi. Chỉ một cái duy nhất nè. Ví dụ tư tưởng vừa nó lên, ví dụ đi giờ nè, nãy là muốn lên nghe em thầy nói mà trời ơi thầy nói dài dòng quá thôi nghỉ. Thì cái đó là giải đãi hay là tinh tấn? Nhưng mà cách đó trị là sao? Hả? Sao? Ừ, nó thì nó ồ, bữa nay mình đi tu có chút mà mình bỏ thời gian thôi lên chứ. Thì như vậy thì cái đó nó có tinh tấn chưa? Vậy là đối trị giải đãi chưa? Rồi. Nhưng mà mỗi người có cái cách đối trị nhiều cách chứ một cái không bao giờ, thuốc của mình là uống phải đổi thuốc liên tục. Nhưng mà có một cái loại thuốc mà gần như là ở đây ai cũng nghe. Đối với thuốc gì? Có. Cái thuốc này là càng già là càng ngán.
tốt gì, thấy không? Một con nói trị, tôi cũng đang nói trị nó như vậy đó. Tốt là gì biết không? Lát rồi chết. Thì mọi chuyện không có còn gì cả. Có nghĩa là luôn luôn là gì? Mình phải luôn luôn nhớ rằng là ví dụ mình vừa giải đãi là một chút nữa chết là không có còn cơ hội gì nữa cả. Thì thôi như là làm gì được trong cuộc đời phải cố gắng. Thì tự động nó thúc mình là vượt lên vậy thôi, được không? Cho viên thuốc đó. Nguyên tôi chứ nhiều quá được. Có câu này thì đọc không ra nè. Câu gì đó? Làm cách nào để nhận thức tục tục đế để đến gì đó, đến chân đế. Như vậy thì có nghĩa là ở đây đó là cái câu này nó cũng thường liên hệ tới cái vấn đề tục đế và chân đế, nhưng mà làm sao ở đây là cái cách nào để nhận ra cái tục đế rồi đi đến cái chân đế. Mà thật ra nãy cái câu hỏi đầu nó cũng đã nói rồi, có nghĩa là nó cũng giải thích luôn câu này rồi. Có nghĩa là ta phải làm gì? Ví dụ chúng ta biết chúng ta đang bị kẹt, bị cột, bị trói gì trong cái dòng đời này. Ví dụ đi, giờ tham tiền nhiều quá mà tối ngày cứ bo bo dữ, thì bây giờ mình phải giải quyết vấn đề để cho mình làm gì? Cái chuyện mà mình đang tham, đúng không? Thì cái tham này mình phải giải quyết như thế nào? Cuối cùng mình nhận chân ra là gì? Cái tham nó dẫn tới nhiều cái quyền lý thế nào đó, mình giải quyết như thế nào đến cuối cùng lại mình buông nó xuống được, thì ngay đó là gì? Như vậy thì tục đế nhận ra chân đế thì không? Công phu tu tập là nhận ra chân đế. Đơn giản. Khó gì đâu. Khó rồi. Ông tu bao nhiêu lâu nay giờ có khó. Theo con thấy ở thế gian này, mày nói về diệu nguyên đó, thì các pháp đều là tục đế. Còn đi đến chân đế thì đừng có bao giờ rớt rờ dính vô cái nhị nguyên, sống bằng cái nhị nguyên đẹp xấu cao thấp nam nữ phân biệt. Không, nói ông nói càng hồi người ta nó khó quá nữa kìa. Quá khó. Thì theo cái nghĩa tất nhiên là mình rời bỏ nhị nguyên thì mình sống. Thật ra tại vì mình cứ mang một cái là cái tôi nói với tôi thì tôi dốt, là tôi sử dụng dốt ha. Dốt đơn giản lắm. Người dốt nhiều khi nó cũng có lợi. Nó đơn giản, thật ra cái chân đế và tục đế nó không có gì khó hết trơn. Ví dụ đi. Bây giờ nè, ví dụ giờ cái nắp này là mấy cô quý lắm. Nó là ngọc là ngà, đúng không? Bây giờ mình cho nó, thôi bây giờ đựng nó đi. Là cho nó một cái dần mà nó quý, quý ơi là quý đó. Nhưng bây giờ tôi làm gớt nó bể đi. Rồi sao? Hả? Không, tôi chưa hỏi, giờ nó gớt rồi xong đó. Mà người ta quý quá mà giờ gớt thì làm gì? Cái người mà quý á. Thì nếu mà tiếc, thương này nọ kia thì là sống được chết đó. Thì ta kêu họ tiếc nối đủ thứ cái kiểu á, nhưng mà nếu mà ngay khi đó ồ chợt nhận ra là tất cả ồ dù nó có quý cỡ nào nhưng mà nó cũng theo cái quy luật gì, thành tựu hay không của những vật này, thì cuối cùng là nếu mà ngay đó ồ vật ngoài thân thì coi như nó là gì, cuối cùng cái thân mình còn giữ được cái này làm gì nữa, thì ngay đó chúng ta nhận ra chân đế liền, nếu có gì nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhận ra chân đế và sống với chân đế, hiểu không? Chứ nãy ông nói rằng là không bao giờ sống được cái chân đế thì coi như tu bỏ rồi. Có nghĩa là
nghe cả đời miệng lẽ lời Phật nói mình không có sống được đúng không? Thì ngay đó là mình nhận được chân đế mà. Nhưng cái quan trọng là sống được liên tục với cái chân đế đó để hàng ngày của mình hay không, đó là cái vấn đề công phu tu tập hàng ngày. Cái đó là cần phải có gì? Thứ nhất là có thời khóa tu tập siêng năng, đó là những cái điều nãy, là những cái câu kia nãy hỏi đó, là phải công phu tu tập hàng ngày điều đặn để làm gì? Điều tiết mình trong mọi hành động việc làm của mình để trở thành là gì? Sống được liên tục với nó. Chứ còn luôn luôn tục đế là đối với chân đế, và nhận ra tục đế và nhận ra chân đế luôn luôn có, ai cũng có thể nhận ra. Nhưng cái vấn đề là các vị có sống được liên tục hay không mà thôi. Cái vấn đề đó nó rõ ràng ha. Chứ đừng bao giờ từ chối cái vấn đề là không bao giờ sống được với chân đế. Có sống, nhưng mà cái thời gian sống của các vị nó quá ngắn, không kém dài, không sống được liên tục mà thôi. Chứ không nếm tải được thì tôi chắc cũng tu chứ. Nó đơn giản cái công phu cái thực hành đó, chúng ta đừng có tìm, thường thường mình đừng có tìm gì xa xôi cả. Nó càng đơn giản chừng nào thì chúng ta càng gần đạo. Ví dụ tôi nói đơn giản thôi, giờ cái chuyện mà quý vị đang có này, đang được đây này, đã bị ngồi thiền cao chân không, người xá thiền ra vui không, được rồi thấy không? Có nghĩa là trong nhiều khi lúc đau cố gắng thì tự cái, nhưng mà tự cái buông lỏng ra được tự nhiên một cách nó có của sự sáng khoái liền, đúng không? Như vậy ta không cần cái tìm gì đâu xa nữa cả, thì mỗi ngày mà ngồi càng được kéo dài cái thời gian đó ra thoải mái được nhiều thì ok. Tại vì quý vị thì gì? Tìm những cái chuyện gì đó trên trời á, đúng không? Và cuối cùng là những cái gì cả cuộc đời này bao nhiêu triệu người, người ta chưa bao giờ nhận được, giống như quý vị đang ngồi nhận ra được những cái mà bao nhiêu triệu có tu xong rồi gì, có chút về chút khác, có chút an lạc, có nhiều khi đi, tôi nói đơn giản thôi, cả cuộc đời bao nhiêu triệu triệu tỷ tỷ đó người ta chưa bao giờ nhận được, giống như các vị đây thì quý vị nhận được như vậy còn đòi gì nữa, đúng không? Chỉ có cái là phải nỗ lực nhiều thì tùy đó mà nó kém dài, nhưng mà không chịu. À, muốn tìm cái gì đó, tại nó chính vì vậy mà mình cái gì, mình tìm cái gì ngoài cái tầm tay, ngoài cái sức tưởng tượng của mình, rồi cuối cùng là gì? Tu ngày gian trá, thấy gì lạ lạ thích, cuối cùng bị dụ, đa phần. Thầy, không? Thầy cũng phải thương chúng con. Dám thương? Tôi thương tôi ngồi đây tôi làm gì mấy ngày nay tôi lên tôi ngồi. Có ông không lo, ông thương thì có đó, ông phụ người ta đó. Đơn giản như lắm, muốn chợt nhìn ra thấy độ dễ không, nhưng mà con mắt mẹ đó khó mở lắm. Sao khó nữa trời ơi, tụi con đây năm ngày lên có một lần là có ba ngày rồi cái này có tiêu. Bạn giờ tụi con ngồi hành thiện, tụi con quán con này, tụi con hỏi cái chuyện gì đó có ba có lời không có mày nào hết. Sao có mấy cô quá trời, mấy cô con muốn gần gũi được sao được. Cho nên tu mà không có thầy bên cạnh thiệt là thiệt hỏi, thiệt là cô phụ. Mới nói hồi nãy rồi ông tự cô phụ liền. Mà thấy thầy ơi, con nói sự thật thôi, nhiều khi mình có cái vấn đề này mà vừa nói ra nó lại không biết nói ra cho tôi. Đúng gì đâu, có sao biết hỏi được,
cái thời này nó hiện đại nó chết, hỏi gì ở có gì là tạm chịu hỏi thôi. Nhiều phương tiện để hỏi, nhiều cách để hỏi, có nghĩa là trong cuộc đời này nhiều khi chúng ta ngồi đây thì tỉnh táo ra đó thì thấy thầy quý chứ không phải đi mất tiêu rồi cũng mừng chứ, đúng không? Tại vì thật ra biết sao, đa phần á khi chúng ta đến đây ngồi đây như vậy thì chúng ta thấy quý rồi sao cái về gì ổng đâu ổng thêm đại thông được nó về nào là bả nè, nào là tiền nè, nào là nhà nè, người nào là này kia ổng lao tới đó chứ có đời nào, ví dụ đi ổng nói thì nói như vậy chứ có đời nào ổng gọi điện hỏi thăm thường tiếng không có. Thành ra ổng than ổng thỉ ổng nói cho dữ nhưng mà cuối cùng lại là gì, tự mình cô hộ mình thôi. Rồi xong cái những cái đó nó cứ vậy rồi nó năm này tháng nọ nó sẽ kéo thời gian cuộc đời của mình nó quên. Thành ra cái gì, cái chuyện quên là cái chuyện nhỏ nhất trong cuộc đời. Nãy giờ nói vậy mà chưa hành được, nó đơn giản thôi. Được. Bây giờ đi nè, ở nhà có gì quý không? Nhưng mà là nhưng đấy làm như nó chợt đến nó đợi chợt đi vậy đó thầy. Thì chính vì vậy mình đã nhận chân cho nó được rồi thì làm gì? Cứ công phu tiếp tục càng công phu thì cái đó nó từ từ nó sẽ nhận cái này. Cái quan trọng là cái điểm đó ha. Chứ không phải là gì, có nghĩa là mình sẽ sống được dài hơn. Chỉ có cái là cái chuyện công phu tu tập hàng ngày của mình. Tại đây ta nói công phu tu tập thì nó trở thành gì? Cái gì? Không có. Nó tạo cho mình một cái gì? Gọi là cái sức mạnh. Mà cái sức mạnh đó là gì? Sức mạnh để chúng ta sống được đó là mà sức mạnh nó từ đâu? Từ sự tu tập hàng ngày á. Nghĩ rằng ngồi thiền vậy chứ thật ra ngồi thiền đó là cái cách để gì? Cái sức để rèn luyện, cuối cùng mình có một sức công phu tu tập. Vậy người ta nói là công phu tu tập. Anh ta đừng có mong cầu bất cứ cái chuyện sống được cũng được gì, nhưng có công phu đó thì nó chỉ gì? Sẽ sống được. Nhớ ha. Anh ta đâu có gì khó. Chỉ có cái là gì? Chịu có công phu đều đặn. Tới giờ cái công phu đều đặn cái vậy thôi. Thì từ xưa giờ chư tổ chư Phật thì đều dùng cái cách đó. Cuối cùng công phu tu tập đó mới có thể giải quyết được tất cả những cái gì nó đến với mình. Chứ đầu tiên thì quý vị, thí dụ tôi nói đi, quý thầy vô chùa đầu tiên, thí dụ con nít nhỏ vô chùa cũng ham ngủ đúng không? Mà tới giờ mà 3 giờ ở Việt Nam thì không có nói được như quý vị 5 giờ thức có đâu, 3 giờ là sắp đầu giờ là dậy rồi, vừa ngáp vừa ngủ lên tới cũng lôi cũng phải sao? Mới ngồi. Nhưng mà nhờ chính cái đó rồi sao? Nó dần dần rồi mình mới được vững chãi như cái gì? Vậy rõ ràng là nhờ gì? Nhờ công phu từ cái mà thật ra nó gì? Mỏi mệt đủ kiểu đủ cách nhưng mà đến cái lúc nào đó gọi gì? Nó tự đấy thì nó có cái sự kéo dài. Vậy tin chưa? Được ha, tin là được. Hiểu khó tin là sống được. Đừng đánh mất lòng tin. Được ha. Mai mốt gặp lại nhớ kể nghe nha. Thưa thầy, như vậy là mình phải có cái công phu tu tập thì mình sống được. Dòng dòng thì mình có một đời sống nó chuẩn mực. Đúng. Thì khi mình có đời sống chuẩn mực thì tất cả mọi thứ nó đều bình an hết. Cuộc sống gia đình cũng bình an, xã hội cũng bình an. Là vì mình càng tu thì cái trí tuệ mình nó càng mở ra thôi thầy. Mình cũng cùng nhận định một cái đó, mà cái khi người biết tu thì người ta có cái sự nhận định khác. Còn mình không biết tu thì mình nhận định nó thô lắm thôi thầy. Con thấy trong đời sống gia đình ở bất cứ ở đâu, mình tu chuẩn mực thì mình trở thành một người tốt. Mà mình trở thành một người tốt thì gia đình, xã hội, bạn bè có một đời sống rất là bình an và nhẹ nhàng, không cầu mong nhiều. Và đời sống thì ví dụ như con thấy thực tế con thấy đó, trong đời sống thường nhưng con không kể ra,
Ví dụ thầy nói cái đau quý nó rớt nó vẽ mình tiếc, nhưng đối với con á, con thực sự mà con nói, trong đời sống vợ chồng bả là thôi, đời sống mình bây giờ không có sống bao lâu nữa, đừng có tiếc làm gì, mà cứ tiếc đời sống ngắn dần mà không lo, sống cho nhẹ nhàng, cứ tiếc chi lăng nhăng vậy. Điều kia tốt. Không, con nói thiệt. Được vậy thì tốt, tại vì đó là cách là gì? Có nghĩa là trong cái tất cả các vị gần như ở đây đa phần các vị phải chuẩn bị rồi. Hành trang của mình không ngoài những cái điều mà hiện hữu Quỳnh để chúng ta gọi lại. Tại vì tất cả những cái hành trang trong cuộc đời này, những cái mà chúng ta đã quên đi, chúng ta chuẩn bị quá nhiều, là những hành trang đó nó chỉ làm cho chúng ta nặng nề trong cuộc sống này. Còn cái hành trang mà thực thụ cái tư lương mà cần thiết nhất trong cuộc đời hiện hữu bây giờ và gần như Quỳnh để chúng ta cần phải chuẩn bị, là những cái là chúng ta phải làm, là những gì để chuẩn bị cho mình bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Mà tất cả những cái ra đi đó thì những cái mà cần thiết nhất là gì? Công phu tu tập hàng ngày của mình. Cái điểm đó là những cái điều mà cần thiết nhất quý vị phải có. Còn không là gì? Đến lúc đó chúng ta sẽ gì? Sẽ hốt hoảng sợ hãi. Thì lúc đó tiếc nuối muộn màng rồi. Thế nên đó là một cái điều mà nhất là trong cái khoảng thời gian, trong cái năm này, là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó trải qua cũng rất nhiều sóng gió, và cuối cùng là chúng ta mới thấy rằng cái sự chết chóc cũng khủng khiếp, đủ kiểu đủ cách. Chết nhiều khi ngồi đó tự nhiên ngã đùng là chết. Chết đủ cách, đủ kiểu, chết đủ cái. Thì như vậy thì tất cả những cái chết đó mà giống như chúng ta thấy rằng là mình sẽ chết. Thì khi chúng ta đặt lại là mình sẽ chết thì nó không có gì nặng nề, và chúng ta chỉ có cái gì? Cái mà chúng ta có thể mà có thể coi như tiếp tục là chỉ có huynh đệ chúng ta có thấy được, nhận chân được, gọi là tu tập hàng ngày của mình. Đó là những cái cần thiết. Nói lý, nói tánh, nói này, nói kia, chứ nó không ngoài cái vấn đề là công phu hàng ngày. Đó, cái công phu hàng ngày. Ví dụ đi quý vị, cho mình một cái thời, ví dụ đi. Ví dụ mình nhiều khi quý vị cứ hay bận biểu cái này kia, mình nói chẳng lẽ đến cái tuổi này nhìn lại mấy chục năm mình đã bỏ biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng là mình coi lại có được gì không? Được không? Không. Được cái già nua, được cái chân đau, được cái đầu nhức, chân yếu, thì tất cả những cái cù cặn của thời gian rồi cuối cùng lại là gì? Thì tại sao mình không bỏ cái khoảng thời gian bây giờ mình nhận chưa có được, thì mình bỏ thời gian đó tu tập công phu hàng ngày để làm gì? Để chuẩn bị cho mình thôi, cái đó thôi. Còn tất cả những cái khác là coi như là gì? Không nghĩa lý gì nữa cả. Thì vậy thôi, thì tự các vị mỗi ngày tự nhủ với mình, tự coi như gì? Tự khắc, tự hứa, tự nỗ lực, tự nhắc nhở mình, thì tất cả những cái đó nó sẽ là động cơ quý vị để công phu tốt. À, là nhắc nhủ vậy hết giờ. À, nghỉ ha. Không, cuối cùng. Con cầu mẹ con cũng biết hỏi ai giờ. Tại thông. Đó. Dạ, lúc nào mà ảnh tôi ngồi đây con. Cái thứ hai, con hỏi cho nhanh là thời buổi này có nhiều cái loại thuốc bán trên thị trường mà cũng rất là nhiều người uống, mà cơ thể hai loại thuốc, ví dụ như là đông trùng hạ thảo, là mùa đông nó là côn trùng, mùa hè nó là bột vị dược thảo, mà người ta lấy cái đó người ta làm thuốc, thì mình uống vô mình có bị mất phước và bị tội không? Câu thứ hai, cái loại thuốc mà bây giờ rất là nhiều người đang uống đó là hồi nói nhiều đơn câu rồi là cũng hiểu rồi đó. Dạ không có gì hỏi. Thuốc không phải bác sĩ mình uống chi? Dạ cũng sẽ là đó, nhưng mà cái nước miếng của con yến xào thì con đọc ở trong nhiều tài liệu nói là cái người mà đi lấy yến xào đó, rất là nguy hiểm, dễ gây ra mất mạng. Và khi mà mình lấy cái nước miếng của con
trong cái tổ yến đó khi lấy ra nó có máu của con yến, có thể gấp khoảng máu của người lấy nữa. Thì và cái yến đó rất là mắc, mà bây giờ những người có tiền còn thì còn có uống hàng cái đó, nhưng mà con chỉ hỏi thôi. Tại vì gia đình con ấy đang có người uống mà là Phật tử rất là thuần thật, thì khi mà mình uống như vậy mình có bị nghiệp, bị tội và bất phước hay không? Rồi, nó đơn giản mà. Giờ nói á thì nó cũng sinh ra tranh luận, nhưng mà nó đơn giản trong cuộc sống của mình. Một câu mà gần như nó cũng là bất khổ là gì? Còn ăn, còn đi, còn đứng, còn động tịnh là còn tạo nghiệp. Và nghiệp đó là gì? Nghiệp lành hay là nghiệp dữ mà thôi. Đúng không? Thật ra đó là đơn giản. Trong cái cuộc sống của mình, hàng ngày của mình không riêng về tất cả những cái thứ đó, mà trong tất cả mọi bước chân của mình khi đi, mình có sát sanh không? Mình ăn có sát sanh không? Sát sanh sao? Ví dụ như cái cây nó đương sống gì mình cắt mình ăn. Không phải, nó thì chưa được. Tất cả những cái gì mà ở trong cái phạm trù của cái cuộc sống này đó, những cái gì mà ví dụ như lúa này có xịt sâu gầy không? Như vậy thì làm gạo, như vậy mình ăn gạo thì mình có cái cộng nghiệp phát sanh không? Rồi rau cải người ta có xịt thuốc không? Như vậy thì mình ăn có không? Nhưng mà ở đây nó là gì? Nhưng mà nó đơn giản lắm. Thật ra nói nó không thấy, nhưng mà tất cả sự hiện ngũ bây giờ chúng ta có thể biết hết. Nhưng một điểm quan trọng như thế này thôi. Giống như vào cuộc đời của này, luật nhân quả nó sẽ chi phối rất rõ ràng. Chúng ta không cần phải luận bàn. Mà luật nhân quả đó là gì? Nếu trong cuộc đời này quý vị đã thọ vào cái giới, chẳng những người xuất gia hay là người tại gia đều có một cái giới gọi là giới sắc, đúng không? Giới sắc sao? Nhưng mà quý thầy thường nói rằng quý vị sát sanh mà tránh những con vật gì? Thứ nhất là không được giết, thứ hai là không được các con vật ngực lớn, đúng không? Người Phật tử đâu có. Thì ở đây luật nhân quả nó sẽ chi phối ở trên cái sự chết chóc của cái sự quán thù. Thí dụ con trâu nó trước khi chết nó giết, nó nói rằng là tao hận thù, tao sẽ đòi bằng thân mạng. Nếu nó khởi được cái tưởng đó thì cô sẽ trả bằng thân mạng. Nhưng mà con kiến, con trùng, con này con kia nó không khởi được cái tưởng quán đó, thì quý vị trả bằng cái gì biết không? Bệnh đau nhất, bệnh tật. Bây giờ ở đây có ai bị đau nhất không? Như vậy thì rõ ràng luật nhân quả nó rất công bằng ở trên vấn đề là gì? Có nghĩa là tùy vào góc độ mà quán kết với nhau để trở thành cái nghiệp luật với nhau, nó trả bằng cái gì? Tùy theo góc độ đó mà lấy. Như vậy thì rõ ràng tất cả những cái gì ta sử dụng trên cuộc đời này đều dướng vào sát sanh. Nhưng mà cái sát sanh đó cuối cùng là gì? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Có nghĩa là bây giờ chúng ta thấy rằng, thí dụ là ôi con gao này người ta cũng xịt, xịt gì? Xịt thuốc chết sâu chết gầy thôi, không ăn nó sát sanh. Ừ, cái chén cơm này nó cũng sát sanh nè, thôi không ăn. Rồi xong rồi sao? Cuối cùng thì sao? Như vậy thì Đức Phật không có dạy mình cái cách đó. Mà Đức Phật dạy mình cái cách gì? Ta chấp nhận tất cả những gì đó, cái chính là gì? Chúng ta sử dụng nó để chúng ta đem lợi cái gì? Cái sức khỏe đó, đừng phí phạm cái sức khỏe đó, mà chúng ta đem sức khỏe đó để chúng ta công phu tu tập, để gọi gì? Chấp nhận để mình trả những cái gì nhỏ nhặt đó. Chúng ta đừng để gì những cái đối diện mà phải trả bằng thân mạng thì coi như khổ sở. Thành ra quý thầy khi thọ quý vị quy y thì quý thầy cũng nói rất rõ ràng rồi. Như vậy thì tánh tối thiểu những con vật lớn, đúng không? Thì như vậy thì chung chung ở đây không ai mà không sát hết. Như vậy thì chúng ta luận bàn càng lý luận càng theo cách này cách kia thì nó cũng nằm ở trong cái gì? Không trong gì? Sát. Không ai mà khó cửa sát. Quý thầy có dính không? Có.
Nhưng mà ở vấn đề là gì? Thật ra mình biết rằng sử dụng, nhưng mà thôi, phải ra mỗi khi ăn uống tu tập mình trân quý và sử dụng nó là với gì? Với cái tâm chân thành quý từng cái này cái kia của tất cả những việc đó. Đừng phí phạm, đừng sử dụng một cách coi như là tôi có tiền tôi mua tôi ăn, tôi dùng. Cái đó thì sai. Như vậy ta biết trân quý từng hạt cơm, từng cọng rau mà có, để rồi chúng ta ứng dụng nó để chúng ta làm gì? Để ứng dụng cái sức khỏe này để tu tập, rồi cuối cùng gì? Thì tất cả những cái nợ nần đó, đau nhức gì đó đó thì cũng phải trả. Nhưng mà trả một cách gì? Ta chấp nhận, ta đi qua để lợi ích cái lớn hơn. Thế nên những cái chuyện nhỏ mình đừng có chấp nhất vào đó, thì cuối cùng mình sinh ra gì? Mình không làm gì được cả. Như vậy thì Phật chỉ mình rất rõ. Nhưng mà tại vì sao? Mình lý luận thôi. Mà lý luận thì cuối cùng nó sinh ra gì? Sinh ra có nghĩa là cái này, cái kia, rồi cuối cùng nó qua, nó về, thì cuối cùng nó gì? Nó đưa đến trạng thái. Thành ra không cần có luận nhiều, chỉ có cái là thí dụ, cô gặp một cái người đó mà muốn giết một con đó mà cô thương quá đi. Thì bây giờ mình gặp, mình ăn nỉ, ta thôi mình mua con, mình thả, ok. Đúng không? Như vậy thì ở trong Đức Phật có dạy là khi lòng mình thật thụ mở lên thương nó được thì mình giúp nó. Còn thí dụ quý vị thấy quý vị cũng không có gì hết thì thôi. Như vậy thì ở tổn giảm hay là sinh ra tất cả những cái đó nó từ ở cái chỗ gì? Tâm khởi của mình. Nhưng mà rất nhân quả tùy theo góc độ. Như vậy thì góc độ tánh tối thiểu mà một trong những cái nhiều khi quý vị á cái tranh luận với nhau, nhiều khi quý vị nói rằng thế này thế kia thế nọ, những cái chuyện nhỏ nhặt, nhưng mà cái quan trọng nhất trong cuộc đời này là ta đối xử với nhau nè, chúng ta sát ghê gớm mà chúng ta không bao giờ nghĩ là mình sát. Không biết quý vị thấy điều này không? Nhiều khi đâu cần gì đâu, lại nói một câu thôi mà cái bà cụ này bà cả điên mà không ngủ. Nghĩ đi, mình có sát không? Nhưng mà mình không bao giờ. Nó lạ đời, những cái mà mình làm có nghĩa là cái người mà người ta khổ sở cùng cực, mình làm một câu nói của mình làm cho người ta mất ăn mất ngủ. Có nhiều người đi tới tự tử luôn. Nhưng mà hoàn toàn những cái đó là không bao giờ kiểm chứng, mà nhiều khi nhìn những cái gì, những cái lặt vặt. Nhưng giờ thôi tính cả cái câu chuyện mà chắc thôi nghĩ ha. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con chỉ thắc mắc đây đó. Thì có nghĩa là mình nhìn với vấn đề là vậy ta ha. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà sát sanh đối với nhau mà bằng quán thù thì quý vị nên tránh tối thiểu, không nên. Mà cái gì nó thuộc về không phải là đối thủ với nhau, quán thù với nhau thì cái chuyện đó thì mình không có phải quan trọng, mà dám chấp nhận thọ thì dám chấp nhận đã. Thì ai đau nhất nhiều thì biết rồi, không nghĩ. Ờ hướng ha. Nguyện đem